Anh sao em nói hôm nay em tăng ca mà sao em lại ở đây? Anh thì giao hàng từ sáng tới tối, còn em thì em nói tăng ca rồi sao em đi với ông ta? May mà anh nhận đơn hàng này á anh mới biết được, chứ không anh không biết em còn lừa dối anh tới bây giờ nữa. Đừng có động vào người anh, mỗi tháng lương anh đều đưa cho em hết á, mà em vẫn như vậy, rốt cuộc em muốn như thế nào nữa? Bao nhiêu năm em ăn học, anh cày cuốc bao lâu để nuôi em ăn học, bây giờ em như vậy á. Em thì ăn học đàng hoàng, còn anh là một thằng vô học, không có học thức gì hết á. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc sống của mình, anh mới cày đêm. Mà bây giờ em xem đối xử với anh như thế nào. Tôi muốn đi Bali, vé máy bay anh còn mua không nổi nữa. Anh ta có tiền, còn anh thì sao? Tiền đó là tiền của em sao? Sao em chưa lên xe nữa, có chuyện gì vậy? Thôi, anh đợi em xuống. Anh đi về đi, đừng có làm mất mặt tôi nữa. Này em gái, em đã bỏ qua người ấy, đã từng coi em là cả thế giới đấy. Trong tâm mỗi người ấy, đều có biển Bali. Một số người ấy, họ có thể nắm tay nhau để cùng với nhau đi đến phía bên kia. Một số người ấy, họ có thể rơi vào vực thẳm và họ không thể bước lên được. Nè ông kia, ông là ai vậy? Chuyện của tôi liên quan gì đến ông? Đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng tôi là người thẳng thắn nên muốn vạch trần sự thật. Ông quá đáng lắm. Anh A Tín à, nãy giờ em ngồi trong xe sung sướng ha. Thấy che mặt nên là anh không có nhận ra, anh cứ tưởng là ai. Anh coi ông ta sỉ nhục anh kìa mà sao ngồi im vậy? Đây là sếp của anh đó. Này em, 10 năm trước ấy, thì anh cũng giống như em vậy. Nhưng anh đã lựa chọn đó là từ bỏ. Và anh tin ấy, 10 năm sau em sẽ vui mừng vì sự ra đi của tôi. Và đây là danh thiếp của tôi. Tôi thì không thể đưa cậu đi đến tại biển Bali, nhưng tôi có thể giúp cho cậu có một cái tương lai tốt hơn. Cái gì? Cho tôi phải làm chung với cái ông này hả? Cầm đi. Nếu cậu cầm được ấy, thì cậu là một người đàn ông. Còn nếu cậu không cầm được ấy, thì cậu vẫn là một đứa con nít. Tín, em đừng có lo lắng. Em như thế nào ấy, thì anh biết rồi. Cụ thể giải quyết việc này như thế nào ấy, thì em là người rất rõ. Cao比地还辽阔，那些岁月我。